10 bí mật an ninh quyền lực nhất của Tổng thống Mỹ. 60 năm qua, không có một vụ ám sát Tổng thống Mỹ nào thành công. Đâu là vũ khí cuối cùng cứu mạng Tổng thống? Là một trong những nhà lãnh đạo chính trị cao cấp nhất thế giới, mỗi cử chỉ của Tổng thống Mỹ đều sẽ nhận được sự quan tâm sát sao của giới truyền thông trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng này lại ẩn giấu một thế giới nguy hiểm hoàn toàn khác. Một hệ thống an ninh vô cùng im lặng nhưng lại an toàn hơn bao giờ hết, được trang bị cẩn mật bên cạnh Tổng thống. Đội an ninh này ít được công chúng biết đến, nhưng họ là những người hàng ngày duy trì sự an toàn cho Tổng thống. Ở nơi công cộng, Tổng thống có thể xuất hiện tự do, thoải mái. Nhưng thực chất, tất cả Tổng thống đều bước đi thận trọng trong mạng lưới bảo vệ an ninh đã được tính toán tỉ mỉ thận trọng. Kể từ vụ ám sát thương tâm của Tổng thống John F. Kennedy năm 1963, cho đến hôm nay tròn 60 năm, chưa bao giờ có thêm một Tổng thống Mỹ nào lại qua đời khi đương chức. An nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bí mật an ninh quyền lực nhất của Tổng thống Mỹ. Nó nguy hiểm và cẩn mật hơn những gì bạn nghĩ. Đội bảo an khổng lồ. Chúng ta đều biết sự an toàn của Tổng thống Mỹ được bảo vệ bởi cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Với những nhân vật trong giới tài phiệt, thì quy mô của đội bảo an dao động từ vài người cho đến hàng chục người, mức lương trung bình hàng năm khoảng 1,9 tỷ. Nhưng đội an ninh của Tổng thống Mỹ thì hoàn toàn khác. Tính đến năm 2010, mật vụ Mỹ có hơn 6.500 nhân viên. Điều này bao gồm 3.200 đặc vụ và 1.300 sĩ quan mặc đồng phục và 2.000 nhân viên kỹ thuật hành chính ở phòng kỹ thuật. Theo công bố, những mật vụ bảo vệ cho Tổng thống vào năm 2015 được thống kê mức lương trung bình một nhân viên lên tới gần 120.000 đô, tức hơn 2,9 tỷ tiền Việt. Mức lương tối đa hàng năm có thể đạt tới 210.000 đô, tức 5,2 tỷ tiền Việt. Tuy nhiên, ngàn vạn lần bạn đừng nghĩ mức lương khổng lồ như vậy bạn có thể tham gia vào đội bảo an này. Yêu cầu của họ với nhân viên bảo an cực kỳ nghiêm ngặt. Không chỉ phải có lý lịch điều tra pháp luật trong sạch, mà còn phải vượt qua các bài kiểm tra thể lực, vượt mức chịu đựng của người bình thường. Ngay cả khi vượt qua các bài kiểm tra, thì cuộc cạnh tranh vị trí nhân viên mật vụ vẫn vô cùng khốc liệt. Năm 2011, có 15.600 người đăng ký tham gia ứng cử đội mật vụ, nhưng chỉ có 1% trong số đó được nhận vào đội cận vệ. Được biết, mỗi năm sở mật vụ đều thay người. Những ai không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải ngay tức khắc. Theo thống kê, có thể tồn tại ở cơ quan mật vụ Hoa Kỳ 7 năm liên tục, làm vệ sĩ cho Tổng thống mà không bị sa thải thì chỉ có 30% số người trong đội. Vì vậy, những người còn lại tuyệt đối là đội tốt nhất và tinh anh nhất trong các tinh anh. Và đội quân này cũng được phân chia thành 7 đội khác nhau nhằm bảo vệ toàn diện cho Tổng thống. Đầu tiên là đội tuần tra chó săn ứng phó với các mối đe dọa đánh bom và các gói bưu kiện đáng ngờ. Tiếp theo là đội ứng phó khẩn cấp cung cấp các chiến thuật phối hợp bên ngoài Nhà Trắng. Họ sử dụng thiết bị quan sát, nhằm mục tiêu và vũ khí hiệu suất cao, tránh trường hợp xuất hiện đội bắn tỉa. Đội thứ ba là đội điều tra hình sự, chụp ảnh, thu thập và xử lý bằng chứng vật lý. Đội thứ tư là đội tìm kiếm hiện trường vụ án. Đội thứ năm có chức năng huấn luyện, hướng dẫn sử dụng súng, tháo bom, dùng bom, đào tạo người mới và tuyển dụng nhân sự. Đội thứ sáu là đội hoạt động đặc biệt, tiếp ứng các tình huống khẩn cấp, di động ứng phó, ẩn nấp và hành động bí mật, không ai biết sự hiện diện của họ. Đội thứ bảy là đội luôn hiện diện mặc quân phục bên cạnh Tổng thống, nhằm bảo vệ Tổng thống và các thành viên trong gia đình Tổng thống. Một yếu nhân chính trị quan trọng như vậy cần bao quát mọi phương diện của họ để có thể bảo vệ không một điểm chết. Tổng thống vĩnh viễn không được ở một mình. Bảo vệ an toàn của Tổng thống là cốt lõi trong mọi công việc của bảo an. Vì thế, Tổng thống không bao giờ được ở một mình. Ông luôn phải ở trong tầm nhìn của đội cận vệ. Tổng thống luôn có đội đặc vụ đi theo. Họ luôn sát cạnh để đảm bảo hành động kịp thời trong mọi tình huống. Nói cách khác, các cảnh vệ phải theo Tổng thống đến nhiều địa điểm khác nhau, ngay cả những tình huống riêng tư và nhạy cảm nhất, chẳng hạn như gặp bác sĩ hoặc đi vệ sinh. Việc này nhằm ngăn chặn mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Ví như Tổng thống Ronald Reagan được cho là từng gặp vấn đề về tuyến tiền liệt, các mật vụ có mặt tại tất cả các cuộc hẹn khám bệnh của Ronald Reagan. Ngay cả khi bác sĩ khám trực tràng và nội soi hậu môn, đội mật vụ đều có mặt. Các bác sĩ luôn có những thủ thuật y tế cực kỳ bí mật, luôn có những kẻ thù đột nhập để lấy tính mạng Tổng thống. Cho nên đội mật vụ vẫn hết sức cảnh giác với đội ngũ bác sĩ. Mặc dù biện pháp bảo vệ này khiến Tổng thống không còn sự riêng tư, nhưng không còn có cách nào khác. Nhiệm vụ an toàn tính mạng được đặt lên trên hàng đầu.
bởi vì sự an toàn của Tổng thống không chỉ cho cá nhân mà còn là sự đảm bảo cho an ninh quốc gia. Bảo tàng mật. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ có một nơi được gọi là bảo tàng mật. Nơi đây có một bộ sưu tập mực lớn nhất thế giới. Nó bao gồm bút mực và hộp mực máy in với hơn 15.000 mẫu mực khác nhau. Và những mẫu mực này thậm chí có niên đại từ những năm 1920. Bảo tàng này được thành lập vào cuối những năm 1960 nhằm trưng bày thuốc lá, rượu và súng của Hoa Kỳ. Nó cũng dùng để nghiên cứu mực và xác định các tài liệu giả mạo, đặc biệt trong việc nhận biết tiền giả. Nó có thể dễ dàng giải mã vị trí mực được in, sau đó nhắm mục tiêu chính xác vào các nhà máy sản xuất tiền giấy. Năm 2016, nhóm đã sử dụng công nghệ theo dõi mực, thu giữ 30 triệu đô tiền giả bị thu ở Lima, Peru. Đây cũng là vụ làm tiền giả lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Bảo tàng mực hiện tại đã chuyển đến phòng thí nghiệm dịch vụ pháp y của cơ quan mật vụ ở Washington, D.C. Bảo tàng sau khi di dời đương nhiên là có nhiệm vụ mới. Mật vụ sẽ sử dụng bảo tàng này để điều tra những bức thư đe dọa gửi đến Tổng thống và các hoạt động của tội phạm tiềm tàng khác. Các chuyên gia so sánh mực trong thư đe dọa với các mẫu mực trong bảo tàng, tuổi của mực sẽ được phân đoán gần đúng, sau đó họ truy tìm những địa điểm bán loại mực này và khoanh vùng khả nghi. Bảo tàng mực còn có một đội ngũ chuyên gia về thư pháp, họ sẽ nghiên cứu chữ viết tay nếu thư đe dọa có trường hợp viết bằng tay. Bảo tàng mực được biết đến nhiều nhất sau vụ bắn tỉa ở Washington DC năm 2002. Sau khi kẻ xả súng giết chết 10 người, hắn đã để lại một lá bài Tarot với dòng chữ ở mặt trước có nội dung "Hãy gọi tôi là Chúa". Đội bảo tàng mực ngay lập tức vào cuộc để phân tích mẫu viết chữ tay này. Kết quả là họ đã tìm ra được thủ phạm. Theo thống kê, đội bảo tàng mực đã hỗ trợ mạnh mẽ cho đội an ninh bảo vệ tổng thống nhằm tìm ra thủ phạm. Hacker siêu đẳng. Để đối phó với tội phạm mạng tài chính, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đôi khi phải mất một số tiền lớn để chiêu mộ vài hacker siêu đẳng nhằm giúp họ theo dõi và bắt tội phạm trên mạng. Về huyền thoại nổi tiếng này, dùng hacker đánh bại hacker thì phải kể đến Albert Gonzalez. Albert Gonzalez là kẻ trộm thẻ tín dụng lớn nhất hành tinh. Anh ta từng thành lập một nhóm hacker có tên là Shadow Group nhằm ăn trộm tiền trên thẻ tín dụng. Năm 2003, Albert Gonzalez ở New York bị bắt vì lừa đảo rút tiền ATM. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu anh ta trở thành người cung cấp thông tin cho cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Anh ta cũng giúp đặt bẫy các thành viên của nhóm hacker khác. Cơ quan mật vụ tiếp tục tuyển dụng anh ta trong nhiều năm. Bản thân Albert Gonzalez cũng tiết lộ anh ta đã nhiều lần được thuê để truy tìm những tên trộm thẻ ngân hàng và số tiền anh ta được chi trả mỗi năm lên tới 75.000 đô, tức 1,8 tỷ. Mà các khoản thanh toán này đều được thực hiện bằng tiền mặt, tránh các dấu vết giao dịch để lại. Đến năm 2008, Albert Gonzalez lại bị bắt vì tội ăn trộm 180 triệu tài khoản thẻ tín dụng. Đây là vụ ăn cắp thẻ lớn nhất lịch sử Mỹ. Anh ta bị kết án 20 năm tù, trở thành người nắm giữ bản án tù dài nhất được tuyên cho tội phạm hacker. Mặc dù Albert Gonzalez là điệp vụ mật hai mang, nhưng cơ quan mật vụ Hoa Kỳ từ chối bình luận về vụ việc này. Từ sự kiện này có thể thấy, có rất nhiều tội phạm hacker vẫn đang làm việc ngầm cho sở mật vụ. Siêu xe quái thú của Tổng thống. Đoàn xe của Tổng thống Mỹ còn được mệnh danh là những siêu xe quái thú, bởi không chỉ có vẻ ngoài hoành tráng, mà hệ thống xe của nó thuộc hạng an toàn nhất thế giới, có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống trong các chuyến công du. Trong đoàn siêu xe Tổng thống thì chiếc nổi bật nhất là Limousine Cadillac. Nó được chế tạo đặc biệt theo yêu cầu và tên của nó chính là quái thú. Con thú này là một chiếc xe bọc thép nặng 7 tấn, lớp giáp của nó dày tới 20cm. Loại áo giáp đặc biệt này giúp nó chịu được hỏa lực của súng có cỡ nòng lớn hay thậm chí một vụ nổ nhỏ cũng không hề hấn gì với quái thú. Bên trong quái thú được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến, khả năng giữ liên lạc mở mọi tình huống. Khi Tổng thống lên quái thú thì lúc này Limousine Cadillac cũng được mệnh danh là tòa bạch ốc di động. Cửa sổ của quái thú được thiết kế kính chống đạn nhiều lớp, khung gầm được thiết kế để chịu được vụ nổ mìn. Xe có hệ thống bảo vệ và cung cấp oxy chuyên biệt giúp chống lại mọi sự tấn công hóa học đến từ chất độc. Ngoài ra, quái thú cũng được dự trữ nhóm máu riêng của Tổng thống. Trong đoàn siêu xe thì ngoài quái thú Limousine Cadillac còn có khoảng 10 chiếc xe khác liên hợp trở thành đoàn xe phản công C-80. Mỗi chiếc có giá hơn 1 triệu đô, tức 24 tỷ tiền Việt. Chúng được trang bị vũ khí và thiết bị chiến thuật hiện đại, hành động nhanh chóng trong mọi tình huống. Đoàn xe quái thú chạy rất chặt chẽ, mọi vị trí xe đều đã lập kế hoạch và phối hợp cẩn thận. Cả đoàn xe cùng nhau tạo thành một pháo đài di động bất khả xâm phạm. Chúng đảm bảo Tổng thống được an toàn
trong những tình huống nguy hiểm nhất. Đồ ăn của Tổng thống. Cơ quan an ninh thực phẩm của Tổng thống cũng thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. An ninh thực phẩm cũng là mối quan tâm lo ngại của Sở Mật vụ. Vì vậy, quy trình sàng lọc, giám sát thực phẩm của Tổng thống rất nghiêm ngặt. Ví như khi Tổng thống ở Nhà Trắng, Tổng giám an ninh thực phẩm sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình chế biến món ăn để đảm bảo không kẻ nào có thể trộn thành phần độc hại vào thực phẩm. Khi Tổng thống đi công du, đồ ăn vẫn chịu dưới sự giám sát của Sở Mật vụ. Một quản gia riêng sẽ tháp tùng cùng Tổng thống để chuẩn bị đồ ăn. Nói chung, Tổng thống sẽ không bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài nhằm tránh bị trúng độc. Trong một số trường hợp, bạn thấy hình ảnh Tổng thống gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng thường đó chỉ là để chụp ảnh với giới truyền thông. Những thực phẩm đó, Tổng thống sẽ không thực sự ăn chúng. Khi công du sang nước bạn, thức ăn của Tổng thống trông giống như những phần ăn của các nhân vật chính trị khác, nhưng thực ra nó đã được chuẩn bị bởi quản gia của Nhà Trắng. Quản gia sẽ yêu cầu cơ quan an ninh thực phẩm vận chuyển thực phẩm bằng máy bay đến trước đó. Sau đó sẽ chuẩn bị suất ăn của Tổng thống trong căn bếp của nước bạn. Quản gia thậm chí còn mặc trang phục giống như các nhân viên phục vụ nước bạn và đích thân mang thức ăn đến cho ngài Tổng thống. Nhân viên khách sạn, phục vụ đoàn tháp tùng của Tổng thống, tất cả đều phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt. Bất cứ ai có tiền án tội phạm đều không được phép làm việc trong thời gian Tổng thống ở lại khách sạn đó. Môn võ sát thủ. Môn võ sát thủ là hệ thống võ tổng hợp từ Nga. Nó sử dụng ít hành động nhất nhưng hiệu quả nhất, khiến đối thủ bị khống chế ngay tức khắc. Môn võ sát thủ phổ biến vào những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ. Nó nhấn mạnh vào tính thực tiễn và khả năng chiến đấu, cho ra những chiêu thức ngoan độc chính xác điểm vào chỗ yếu của kẻ địch, không tuân theo bất cứ thói quen hoặc hình thức cố định nào. Nó linh hoạt trong từng trận chiến. Nó thắng không nhờ vào kỹ năng mà là nhờ thủ đoạn về điểm yếu của cơ thể người. Môn võ này có điểm đặc biệt khác là sự nghiên cứu nhiều về kỹ thuật điểm huyệt, cùng với đó là sự chú trọng vào hơi thở như Thái Cực Quyền và Aikido. Vì vậy, nó trở nên cực kỳ lợi hại khi tấn công và hiệu quả rõ nét khi tu dưỡng tự vệ bằng những đòn tay. Khác với nhiều môn võ khác phải rèn luyện suốt thời gian dài, môn võ sát thủ có cốt lõi từ hệ thống hoạt động. Nó hầu như không có nhiều kỹ thuật, đòn thế căn bản rất ít. Để học thành công, võ sĩ phải hiểu toàn bộ cơ thể mình, tinh thần phải thả lỏng tự do và tư duy nhanh nhạy. Đối với họ, không có gì gọi là kỹ thuật thành thục mà hoạt động theo linh hồn và cơ thể. Tất cả phải xuất phát từ sự tập trung cao độ rồi dần dần phản ứng mà thành. Tùy vào cơ địa mà mỗi võ sĩ tự sáng tạo một phương pháp riêng phù hợp với cá tính của mình. Người ta nói rằng đại bộ phận nhân viên ở Sở Mật vụ Hoa Kỳ đều được đào tạo môn võ sát thủ, nhưng mục đích là để đảm bảo an toàn cho Tổng thống trước những kẻ ám sát. Bảo tiêu. Trong số rất nhiều đặc vụ của Sở Mật vụ, có một nhóm thường không mặc đồng phục mà thường mặc vest tối màu kết hợp với kính râm. Khi Tổng thống xuất hiện trước công chúng, trong biển người, bạn thường không thể tìm thấy họ, nhưng thực chất họ là những vệ sĩ riêng của Tổng thống. Những vệ sĩ cá nhân này thường được đào tạo chuyên môn cao. Họ không chỉ có trí thông minh mà còn có khả năng chiến đấu tốt và khi cần thiết họ sẵn sàng làm lá chắn đạn cho Tổng thống. Một khi làm vệ sĩ cá nhân riêng cho Tổng thống trong tiềm thức, họ đã xác định bảo vệ thân chủ bằng cả mạng sống. Ngoài ra, trên trang phục của họ cũng có một chi tiết quan trọng khác, đó là huy hiệu nhỏ trên vest. Người ta nói những huy hiệu này chứa một chip siêu nhỏ được sản xuất bởi công ty Brockington ở Mỹ, có giá trị lên tới 6,7 triệu đô. Còn chip này được kết nối với cơ sở dữ liệu của Sở Mật vụ nhằm xác định danh tính của họ. Còn chip này có khả năng nhận định chủ nhân dựa vào ADN, nhóm máu, hành vi, thói quen, nhịp tim, v.v. Vì vậy, nếu họ có cải trang hay thay đổi hình dạng hoặc bị kẻ địch có ý định xâm nhập vào đội thì cũng không thể. Những vệ sĩ được đào tạo chuyên môn cao này cùng với hệ thống quản lý thân phận tuyệt đối chính xác đã tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ Tổng thống. Bạn đã nhìn thấy bức hình này chưa? Trong tay cận vệ đằng sau của Tổng thống giữ một vật thể màu đỏ không xác định, trông giống như một chiếc găng tay. Trên thực tế, đây được biết đến là biện pháp cuối cùng để bảo vệ an toàn cho Tổng thống. Nó cũng được gọi là bảo vật cứu mạng. Khi Tổng thống bị thương, ngay lập tức một đội y tế cứu hộ sẽ được thiết lập ngay tại đó. Để làm được điều này, toàn bộ các cận vệ phải nắm vững các thủ thuật cứu thương y tế khẩn cấp, chẳng hạn như hồi sức tim, phổi, cầm máu tạm thời, hay thậm chí là khả năng phẫu thuật. Đội cận vệ phải làm tất cả điều đó trong vòng 10 phút để lấy lại các dấu hiệu sinh tồn cho Tổng thống.
Vì vậy các cận vệ sẽ đều mang trên mình máu của Tổng thống. Thưa quý vị, mặc dù xác suất Tổng thống bị ám sát xảy ra rất thấp, nhưng nhân vật, vật lực và tài chính được đầu tư cho an toàn của Tổng thống là vô cùng hùng hậu. Vậy đây là toàn bộ nội dung cho video hôm nay. Bạn ấn tượng nhất với điều gì của Sở Mật vụ? Hãy cho chúng tôi biết cách nghĩ của quý vị ở phần bình luận bên dưới nhé. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.